Xin được chúc các bác một tuần mới nhiều ngân lượng và năng lượng. Hôm nay chúng em xây dựng một video tổng hợp để có thể báo giá toàn bộ khoảng tầm 70 xe đang có mặt tại showroom của BK Hà Nội Vương Quốc Gầm Cao. Và chúng em chuyên về những cái dòng xe gầm cao, ví dụ như là Kia Carnival sản xuất năm 2021 phiên bản City Trail. Hiện tại em đang chào bán với mức giá 1 tỷ 239 triệu đồng, km đi được là 50.000 km, keo chỉ máy móc thì đảm bảo 100% đi check test toàn quốc. Cái mẫu xe thứ hai em đang cần thanh lý đó là một cái mẫu xe MGH Sport 1.5 sản xuất năm 2021, đi được 51.000 cây và em đang chào bán với mức giá là 535 triệu đồng. Riêng cái dòng xe này thì nếu các bác nào quan tâm thì chúng em để bán với giá gốc cho các bác nhé, không tính một đồng lợi nhuận. Một mẫu xe nữa rất là vừa tiền đó là Hyundai Kona sản xuất năm 2021 phiên bản ATH hay còn gọi là phiên bản đặc biệt và đi được 38.000 km zin, đang để với mức giá là 558 triệu đồng. Thì CRV 2019 này anh em có thể thấy em đang để bán với mức giá là 788 triệu đồng, nhưng mà riêng trong tuần này thì em bán thu vốn cho anh em cỡ khoảng tầm nhô 750 là có thể bán được rồi. Tiếp tục, anh em nào đang quan tâm đến Santa Fe thì em đang có một cái mẫu xe máy xăng sản xuất năm 2020 và xe này đang để với mức giá 838 triệu đồng anh em nhé. Anh em nào thích Toyota Fortuner Legender thì nhà em đang có khoảng tầm 5 xe, trong đó là có máy dầu Legender một cầu số tự động, kể cả bản 2 cầu cũng có luôn. Và đây là phiên bản một cầu số tự động sản xuất năm 2021 đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 045 triệu đồng. Cái mẫu xe Toyota Fortuner Legender nữa thì em đang có là sản xuất năm 2022 và form 2022 thì nó có khác biệt thêm đó là cam 360 cũng như là cái hệ thống loa JBL đã được trang bị rồi, tức là loa hàng hiệu đó. Xe này thì hiện tại em đang để với mức giá là 1 tỷ 098 triệu đồng. Santa Fe thì nhiều lắm anh em ạ. Santa Fe thì anh em không phải lo là ngày thiếu xe anh em nhé. Hyundai Santa Fe bản Premium sản xuất năm 2022 thì em đang để 1 tỷ 165 triệu đồng. 1 tỷ 165 triệu đồng, xe này thì đi hơi nhiều một chút. Mẫu xe này thì đang chuẩn bị bán rồi đấy, chuẩn bị bàn giao xe luôn. Everest cũng bán rất chạy luôn anh em nhé. Tiếp tục ạ, Hyundai Santa Fe 2021 ạ, đang để 1 tỷ 095 triệu đồng. Và nếu anh em nào không thích màu trắng thì chúng ta đang có một cái mẫu xe nữa là mẫu xe Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2022 màu xanh, đi có 28.000 cây thôi và đang để với mức giá là 1 tỷ 175 triệu đồng. Anh em nào thích quay lại màu trắng còn là đi ít hơn và xe này thì đi có 3.9 vạn cây, đang chào bán là 1 tỷ 185 triệu đồng. Anh em nào thích máy xăng thì lại có một cái mẫu xe nữa vừa tiền, có trên 600 triệu, 699 triệu, và thời điểm này thì bán giá nào cũng bán luôn, thu vốn luôn cho anh em. Anh em nào thích cái dòng xe này nhập vào bao nhiêu tôi sẵn sàng tôi chia sẻ với cái mức giá nhập và với mức giá là bán hòa vốn cho anh em luôn nhé. Nếu anh em nào thích Yaris thì mình đang có một cái mẫu xe Yaris 2021 sản xuất năm 2021 này và đang để với giá là 595 triệu, 7 chỗ gầm cao, đang để với mức giá đâu đó chỉ có 528 triệu đồng thôi, Suzuki XL7 anh em nhé. Đấy, và tất cả những cái mẫu xe hiện tại đang có tại BK Hà Nội thì chúng tôi đều bao check test toàn quốc trên cơ sở 50 ba có. 50 đó là gì? Không tai nạn ảnh hưởng kết cấu khung răng sassi, không tháo cầu máy và đại tu hộp số, không bị ngập nước, xe không bị phạt nguội cũng như là không bị cầm cố ngân hàng. Ngoài ra chúng tôi đang có tiêu chí ba có để hỗ trợ khách hàng được tốt hơn. Trong đó là gì ạ? Có bảo hành động cơ trong vòng 6 tháng, bảo hành hộp số tự động và ngoài ra bao check test và trên cơ sở là gì ạ? Nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra thì chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cũng như đền bù toàn bộ thiệt hại đấy, cho khách hàng. Đấy, cảm ơn anh em rất là nhiều và chúc anh em một tuần mới nhiều năng lượng.